Thủ chính nói trước quên sau, tự vạch áo cho người Mỹ xem lưng. Lâu nay, quan chức Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi. Nhưng Hoa Kỳ và các nước phương Tây dứt khoát không thừa nhận. Mới đây nhất vào ngày 23 tháng 1, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn mác nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cảnh báo rằng việc duy trì mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì lại khẳng định vai trò quan trọng của các tập đoàn kinh tế nhà nước, mặc dù trong thời gian qua những quả đấm thép này đã làm cho người dân Việt Nam phải gánh những gánh nợ hàng triệu tỷ đồng. Được biết, sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, thì đến tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn mác nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam đã được phía Mỹ hứa hẹn sẽ xem xét. Theo quy luật của luật pháp Mỹ, quá trình xem xét sẽ phải hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là vào khoảng tháng 7 năm 2024. Việt Nam sẽ nhận được câu trả lời cụ thể. Việc Việt Nam bị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây đưa vào danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường, trong đó có Nga, Trung Quốc và một số quốc gia độc tài. Điều đó khiến Việt Nam liên tục gặp bất lợi trong các vụ kiện chống phá giá tại Hoa Kỳ, với lý do có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, người đứng đầu chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, vào ngày 5 tháng 2 đã đưa ra tuyên bố khẳng định vai trò quan trọng của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Phải chăng ông đã quên những bài học rất lớn trong thời gian vừa qua mà cho đến hôm nay vẫn chưa giải quyết nổi? Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 5 tháng 2 đưa tin, tại hội nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cho rằng, mặc dù 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, nhưng là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước. Theo giới quan sát, phát biểu của ông Chính dường như đã phớt lờ điều cấm kỵ của một nền kinh tế thị trường theo tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ, đó là sự can dự mạnh mẽ của nhà nước và nền kinh tế. Điều đó cũng giống như tuyên bố của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng nói với lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh diễn ra vào cuối năm 2023 rằng Việt Trung cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Có nghĩa là ông Thưởng thừa nhận Việt Nam cũng giống Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Giới chuyên gia kinh tế thì cho rằng trong một nền kinh tế thị trường có một nguyên tắc quan trọng, đó là doanh nghiệp nhà nước chỉ nên làm những gì tư nhân không thể hay không muốn làm. Bởi lý do doanh nghiệp nhà nước luôn có nhà nước đứng sau, nếu tham gia tất cả các lĩnh vực thì sử dụng nguồn lực như tài sản công, đất đai hoặc vốn ngân sách, cộng với quyền lực nhà nước thì có thể bóp chết các doanh nghiệp tư nhân, tạo ra thế cạnh tranh bất bình đẳng, không lành mạnh. Vì doanh nghiệp nhà nước thì luôn được ưu tiên, ưu đãi, đủ thứ. Và nếu lỗ thì lại rút tiền ngân sách ra để bù vào. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay không chịu sự chi phối của nguyên tắc thị trường, lời ăn, lỗ chịu, họ không bao giờ phá sản, cho dù đã được nhà nước bảo vệ rồi và sẵn sàng ra tay giải cứu, tung tiền ra để mà cứu. Thực tế Việt Nam đã cho thấy hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều kinh doanh lỗ lã triển miên với những con số khổng lồ mỗi năm, không xứng với số vốn và tài sản nhà nước bỏ cho họ. Việc truyền thông nhà nước ca ngợi 19 tập đoàn tổng công ty mang về lợi nhuận có 53.000 tỷ đồng trong năm 2023, nhưng chủ yếu lợi nhuận có được từ việc hút dầu lên để bán. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng nhà nước Việt Nam muốn đồng hành, muốn dựa vào thị trường nguồn vốn công nghệ từ Hoa Kỳ để phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao. Điều này bắt buộc Việt Nam phải thể chế hóa nền kinh tế để
để trở thành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, theo đúng các tiêu chí của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Xin nhắc lại, ba trụ cột của một quốc gia phát triển trên thế giới hiện nay là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và hệ thống các tổ chức xã hội dân sự rộng khắp để giám sát nhà nước và doanh nghiệp. Với thể chế kinh tế thị trường kèm theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam là một thứ dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng giống ai cả. Trong khi đó, chính sách luật pháp thì lại tùy tiện, thì sẽ chẳng bao giờ có thể tới đích là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Thủ chính nói trước quên sau, tự vạch áo cho người Mỹ xem lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa. Hút vàng trong nước chưa xong, Chủ tịch Thưởng vội nhòm túi Việt Kiều để mà moi ngoại hối. Báo cáo của Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2023 đạt mức kỷ lục là 16 tỷ đô la. Tổng số kiều hối gửi về Việt Nam trong vòng 30 năm, từ năm 1993 đến nay được thống kê là 190 tỷ đô la. Được biết, tổng số người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài vào khoảng 6 triệu, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có trên 80% sống tại các quốc gia phát triển. Ngoài ra, còn có số đi lao động xuất khẩu trên 100.000 người mỗi năm, cũng gửi về nước từ 3,5 cho đến 4 tỷ đô la kiều hối. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ve vãn, dụ dỗ kiều bào gửi tiền. Báo chí và báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 2 trong bản tin Chủ tịch nước mong kiều bào về thăm đất nước nhiều hơn, chung tay xây dựng tổ quốc. Bản tin cho biết tối ngày 2 tháng 2, tức 23 Tết Nguyên đán, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân đã tiếp xúc với 1.500 kiều bào trong một buổi lễ lớn tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thưởng đã phát biểu và kêu gọi đồng bào nước ngoài hãy về thăm đất nước nhiều hơn, chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát biểu với kiều bào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh rằng người Việt Nam ở nước ngoài, dù thế hệ nào, cũng đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của tổ quốc, luôn hiện hữu trong trái tim, tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam. Vẫn theo Chủ tịch Thưởng chia sẻ, Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và thực hiện mục tiêu đó cần sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Những phát biểu vừa kể trên của giới chức lãnh đạo Việt Nam với kiều bào mà họ gọi là khúc ruột ngàn dặm lập tức đã gây bão trên mạng xã hội. Nhận xét về phát biểu của Chủ tịch Võ Văn Thưởng, Facebooker Thanh Sơn Phạm, một chuyên gia kinh tế ngán ngẩm, cảm thán rằng hút vàng trong dân bằng phát hành chứng chỉ vàng, phát hành trái phiếu huy động tiền kiều bào. Nghe các phát biểu này cứ như năm 1945, ngày thành lập nước, lúc đó chính quyền non trẻ mới thành lập thiếu thốn đủ thứ, phải vay tiền hỗ trợ từ người dân và kiều bào. Công trái xây dựng đất nước có thời hạn 10 năm, lãi suất 2%, nay bị vứt bỏ vì không còn giá trị. Ý kiến khác nhau thì cho rằng kiều bào vì Cộng sản Việt Nam mà phải bỏ nước ra đi sống lưu vong. Bây giờ được đóng góp xây dựng đất nước cho Cộng sản hưởng hay sao? Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự nghi ngờ rằng từ năm 1975 đến nay, đất nước đã thống nhất được 49 năm, Việt Nam có thời gian rất dài ổn định xây dựng đất nước. Nhưng vì sao đất nước không có tích lũy, vẫn luôn luôn thiếu thốn và thiếu vốn để mà xây dựng? Nhà nước vẫn phải ngửa tay đi vay tiền các nước trên thế giới và trông mong vào kiều bào là sao vậy? Theo giới quan sát, lâu nay quan chức Việt Nam luôn cho rằng tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm, vì vậy họ luôn tìm cách móc hầu bao của người dân trong và ngoài nước là chuyện có thật. Cách đây không lâu, vào ngày 25 tháng 1, báo điện tử Vietnamnet đưa tin với tiêu đề đề nghị lập sàn hút 400 tấn vàng trong két nhà dân. Bản tin cho biết tại tọa đàm giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức. Các chuyên gia đã đề nghị thành lập sàn giao dịch vàng để có thể huy động khoảng
400 tấn vàng đang nằm trong két của nhà dân. Khi người dân đưa vàng cho nhà nước quản lý, đổi lại sẽ nhận được tờ giấy biên lai gọi là chứng chỉ vàng thay cho vàng thật. Cũng xin nhắc lại, trong quá khứ, chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần cho vay tiền, phát hành công trái phiếu cho nhân dân như công phiếu kháng chiến, công trái quốc gia, công phiếu nuôi quân và lần cuối cùng đã phát hành công trái vào năm 1985. Đó là những khoản tiền nợ dân và nhà nước phải trả, nhưng đến nay nhà nước đã lờ đi và người dân coi như đã mất trắng. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của Việt Nam. Theo chuyên gia kinh tế, tài chính Bùi Kiến Thành chia sẻ, với trên 300.000 hoặc có thể là gần 500.000 người ở hải ngoại về quê ăn Tết, rõ ràng số hiện kim bằng đô la, euro hay bảng Anh mà họ mang về cũng đã đóng góp thêm sức mạnh ngoại tệ cho Việt Nam. Trên mạng xã hội có ý kiến nhận xét rất xác đáng về cái gọi là chính sách thu hút tiền bạc của nhân dân và kiều hối của Việt Kiều và cho rằng Việt Nam, một nhà nước chỉ chăm chăm nhìn vào túi người dân để tìm cách vơ vét thì chỉ có thể là một chính quyền ăn cướp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin hút vàng trong nước chưa xong, Chủ tịch Thưởng vội nhòm túi Việt Kiều để moi ngoại hối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.